Xin kính chào bà con nông dân và các bạn. Chuyên mục nông thôn mới ngày hôm nay sẽ tập trung vào nội dung sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu và một số giải pháp hỗ trợ của ngành chức năng. Bây giờ là nội dung của chuyên mục. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con nông dân, trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều đổi mới trong tư duy làm nông đã được hình thành. Đây được xem là hướng đi tất yếu trong bối cảnh hiện nay. Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện toàn tỉnh đã có gần 55.000 hecta được ứng dụng các công nghệ canh tác tiên tiến. Thông qua việc áp dụng các quy trình canh tác như việc ghép, lobo ghép, 3C, Ucertify, v.v., nhà nông có thể chủ động được mùa vụ, hạn chế thất thoát đầu tư, tránh lãng phí nguồn nước, nguồn phân và nông dược. Những điều đó góp phần rất lớn giúp nông dân giảm đầu tư, giảm công lao động và hạn chế ô nhiễm môi trường nhờ lượng phân thuốc bảo vệ thực vật được cung cấp theo đúng nhu cầu thực tế trong từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Với diện tích 1 hecta, trong đó khoảng phân nửa diện tích đã được làm nhà kính hiện đại. Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông nghiệp Đà Lạt hiện là một trong những đơn vị có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng được đầu tư đảm bảo. Dựa trên nền tảng đó, nhiều giải pháp canh tác nông nghiệp mới đã được áp dụng, vừa tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho cây trồng sinh trưởng phát triển, cho chất lượng vượt trội, vừa giảm ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất. Cách làm này được nhiều nhà vườn chuyên canh các loại rau hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tìm hiểu nhân rộng. Cái nông nghiệp công nghệ cao IoT này thì nó có những cái ưu điểm là nó điều khiển được tất cả những cái điều kiện bất lợi đối với môi trường. Nếu mà với cái mức đầu tư này, đầu tư lớn như thế này thì cái hiệu quả kinh tế của nó đem lại rất là cao. Tại vì mình đã hạn chế được những cái yếu tố bất lợi đối với cây trồng rồi thì đương nhiên là năng suất nó sẽ cao. Không chỉ dừng lại ở những diện tích cây ngắn ngày, hàng trăm ngàn hecta cây công nghiệp dài ngày cũng được bà con nông dân các địa phương đổi mới trong tư duy sản xuất. Hiệu quả dễ nhận thấy là trên cây cà phê. Với gần 175.000 hecta, cà phê hiện đang là loại cây có diện tích sản xuất lớn nhất tại Lâm Đồng hiện nay. Do canh tác hoàn toàn ngoài trời, nên nhiều năm gần đây, việc thiết kế vườn trồng với hệ thống cây chắn gió và che bóng đã được nhiều nông hộ tính toán hết sức kỹ càng. Kèm theo đó là việc sử dụng các loại phân bón trong vườn khoa học. Theo đó, thay vì chỉ sử dụng các loại phân hóa học dễ làm chai đất trồng, bà con nông dân đã ưu tiên đầu tư theo hướng hữu cơ sinh học, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sinh vật có lợi trong đất phát triển, tạo tính bền vững cho môi trường canh tác. Theo như bản thân tôi thì một mẫu là phải đầu tư tới 10 tấn phân cút hoặc là phân heo, củ oai để tháng 5, tháng 6 bón cho cà phê. Với những nỗ lực đó, nông nghiệp Lâm Đồng đang từng bước hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất nhưng vẫn hạn chế được ô nhiễm môi trường canh tác. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Bà con nông dân thân mến, tuy đã có nhiều nỗ lực trong việc hướng đến một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, nhưng trong thực tế sản xuất, bà con nông dân Lâm Đồng vẫn phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức. Thách thức đầu tiên phải kể đến đó là áp lực sâu bệnh hại trên đồng. Do ảnh hưởng của thời tiết thay đổi thất thường, biên độ nhiệt nhiều thời điểm chênh lệch quá cao đã tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh hại cây trồng. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho nhà nông trong việc áp dụng các quy trình canh tác an toàn. Dễ nhận thấy nhất là trên những diện tích cà chua được canh tác ngoài trời. Chỉ tính trong tháng 4 năm 2019 vừa qua, trên 170 hecta cây cà chua tại hai huyện Đơn Dương, Đức Trọng bị bệnh xoăn lá, tỷ lệ hại dao động từ 10 đến 33%. Cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương thường xuyên theo dõi xử lý kịp thời, không để lây lan. Tuy nhiên đến thời điểm này, dịch xoăn lá vẫn còn diễn biến phức tạp. Sâu bệnh gây hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản. Đối với cây cà chua là bị sắn ngọn,
khi lên tầng dây 1 thì bắt đầu mới bị 1-20% thôi. Khi lên dây tới dây 2 này này là bắt đầu nó bị gần như 70-80%. Sâu bệnh hại thì thứ nhất là thời tiết ảnh hưởng đó, thì cái vấn đề sâu bệnh hại của cây trồng bây giờ nó bị rất là nặng. Nhất là tháng thư như em thường hay trồng thường cà chua, đậu ve, thì tháng thư rồi những cái loại bệnh sâu đục quả đó thì ảnh hưởng đến năng suất cây trồng lớn. Nhiều nhà nông còn cho biết trong những thời điểm nắng mưa thất thường để xử lý sâu bệnh hại trong vườn rất khó khăn, nhất là đối với những diện tích cây trồng được canh tác ngoài trời. Trong khi đó, mức đầu tư phân bón, công lao động hiện nay tăng bình quân 10% so với năm trước, đầu ra và giá bán không ổn định. Thống kê của ngành chức năng, trong tháng 4 năm 2019 vừa qua, giá nhiều mặt hàng nông sản như bắp cải, hành lá, cà chua, đậu leo đều giảm. Rất khó. Giờ như cây cà chua thì đúng là khó làm. Cây ớt lại thế, nó cũng cái tình trạng nó bị hủy, cái khí hậu nó cũng tăng lên nữa, mà giờ khó làm. Phân bón rồi cái thuốc thực vật này, cái chi phí nó cao hơn hồi xưa. Những khó khăn nói trên đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý và mức độ đầu tư của nhiều nhà vườn trong tỉnh. Bởi vậy, kế hoạch đầu tư hợp lý, tăng cường ứng dụng kỹ thuật mới để năng suất và chất lượng đảm bảo chính là những giải pháp mà nhà nông cần tăng cường đẩy mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét như hiện nay. Thưa bà con nông dân, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp hiện nay. Vậy ngành nông nghiệp sẽ có những giải pháp gì để có thể giúp bà con nông dân sản xuất nông nghiệp một cách hiệu quả và bền vững? Câu trả lời sẽ có trong phần trao đổi ngay sau đây với đại diện của Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng. Xin chào ông, thưa ông, trong thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững được đưa tới bà con nông dân. Vậy thì hiệu quả của mô hình đó đến nay như thế nào ạ? Thì trong thời gian vừa qua thì Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đã thực hiện rất là nhiều cái mô hình có hiệu quả đến với người nông dân, đặc biệt là trên lĩnh vực trồng trọt. Thì Trung tâm đã chuyển giao 11 cái mô hình ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trong đó điển hình như là việc sản xuất rau an toàn trong nhà kính ở tại khu vực Đương Dương ở những cái vùng đồng bào dân tộc. Rồi Trung tâm triển khai cái mô hình sản xuất hoa đồng tiền ở những cái vùng mà người nông dân, vùng đất mà sản xuất kém hiệu quả để chuyển sang trồng hoa có hiệu quả, năng suất cao hơn. Và một số cái mô hình trên cây tiêu trồng sen với cà phê kém hiệu quả để nâng cao cái năng suất và giá trị sản phẩm ở trên một cái đơn vị diện tích ở tại địa bàn Lâm Đồng. Và trên lĩnh vực chăn nuôi thì Trung tâm của nó cũng đã triển khai rất là nhiều cái mô hình chăn nuôi theo hướng sinh học, an toàn sinh học, như là chăn nuôi heo hướng nạc theo hướng an toàn, rồi chăn nuôi gà trên nền đệm lót sinh học, rồi chăn nuôi dúi ở những cái vùng đồng bào dân tộc mà điều kiện kinh tế phát triển khó khăn, rồi một số cái mô hình chăn nuôi cá hô ở khu vực đồng bào dân tộc ở Di Linh, rồi cùng với cái dự án ban quản lý dự án VNSAT về phát triển nông nghiệp bền vững, thì Trung tâm Khuyến nông triển khai rất là nhiều cái mô hình. Cụ thể trong năm 2018 thì triển khai 67 mô hình với hơn 200 lớp tập huấn và chuyển giao truyền tải được cái thông tin cho hơn 8.000 nông dân áp dụng cái quy trình sản xuất bền vững ở trên vườn cà phê. Từ những hiệu quả vừa nói trên thì chúng ta đã có những giải pháp gì để có thể nhân rộng được những mô hình đó trong thời gian tới ạ? Trên cơ sở những cái kết quả đạt được đó thì Trung tâm Khuyến nông đã đưa toàn bộ các cái nội dung những kết quả đó lên trên cái những cái trang web, và đặc biệt là tiếp tục cùng với VNSAT để mà triển khai trong năm 2019 thì tiếp tục thực hiện khoảng gần 60 cái mô hình sản xuất cà phê bền vững trên cái 8 cái huyện trọng điểm ở thành phố ở tỉnh Lâm Đồng. Và trên cơ sở đó sẽ tiếp tục nhân rộng ra khoảng 2.000 hộ nông dân, vì mỗi hộ như thế rồi khoảng 1 hecta để sản xuất cà phê bền vững trong thời gian tới. Và nếu như sau khi kết thúc mô hình thì người nông dân chúng ta sẽ có được hơn 2.000 hecta là áp dụng được cái quy trình sản xuất cà phê bền vững và đạt được 7 cái tiêu chí của VNSAT, và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục nhân rộng những cái mô hình đó ra. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ.
Thưa bà con nông dân, hiện nay bệnh sương mai mà nhiều nhà vườn còn gọi là bệnh bã trầu là một trong những đối tượng gây hại phổ biến trên vườn cà chua. Giải pháp quản lý đối tượng này ra sao? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Lâm Đồng là địa phương canh tác cà chua chủ lực của cả nước, với diện tích hiện nay là gần 1.300 hectare. Nhiều tuần qua, tại những địa bàn chuyên canh cà chua ở Lâm Đồng, gồm thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, thời tiết biến đổi thất thường. Đây là điều kiện thuận lợi để bệnh sương mai gây hại nhiều vườn cà chua. Ngoài ra, việc sử dụng tràn lan các loại thuốc bảo vệ thực vật đang gây ra tình trạng kháng thuốc, khiến nông dân lo ngại. Trước thực trạng đó, nhà nông khu vực chuyên canh đã sử dụng phytoside 50VKP để xử lý. Phytoside với hoạt chất dimethomod thuộc nhóm chất cinnamic acid, hoạt chất thế hệ mới, ít nguy cơ kháng thuốc, giúp cây hấp thu nhanh và hiệu lực kéo dài. Làm quen với nghề trồng cà chua trên chục năm nay, nhà nông Nguyễn Quốc Long ở thị trấn Thành Mỹ, huyện Đức Dương hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Bởi vậy, nhiều năm nay, nhà nông này đã sử dụng phytoside để quản lý bệnh sương mai. Với nỗ lực của bản thân, lại được sự tiếp sức của các kỹ sư công ty cổ phần đầu tư hợp trí, nhà nông Nguyễn Quốc Long đã từng bước tạo dựng một vườn cà chua rộng 8 sào có chất lượng đảm bảo, năng suất đạt gần 3 kg một cây. Trong điều kiện canh tác, nắng mưa xen kẽ như hiện nay, đây là kết quả mong đợi của nhiều nhà vườn địa phương. Khi mà xài cái phytoside thì cây phát triển vẫn bình thường, nhưng mà về cái nấm bệnh bã trầu mà sương mai á, là cái bã trầu nó có hai cái trường hợp là nó ăn vô lá và ăn vô thân. Khi mà xài cái phytoside rất hiệu quả, nó không có bị từ lúc bé, đa số là cà mà bị nấm thân nhỏ là nó bị tầm giai đoạn 7 ngày tuổi đến 14 ngày. Là nếu mà mình không bơm ấy thì nó sẽ ăn vào thân. Cây nó đã phát triển to như này rồi, đốm bã trầu ấy thì nó sẽ ăn vào lá, lớn thì sử dụng 3 đến 4 gói thôi. Tỉnh Lâm Đồng đang khuyến khích nông dân đầu tư canh tác nông sản chất lượng an toàn để cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước. Với định hướng đó, phytoside, sản phẩm đặc trị sương mai trên cây cà chua, hoàn toàn đáp ứng được nhiều tiêu chí khắt khe mà một nền nông nghiệp tiên tiến đặt ra. Sản phẩm hiệu quả nhất hiện nay là cái phytoside 50VKP, có khả năng là ức chế cái màng tế bào và ức chế cái sự nảy mầm của cái bào tử của cái nấm Phytophthora infestans, và đây là thuộc cái nhóm độc 4 và cái thời gian cách ly khá là ngắn, từ 4 đến 5 ngày. Do vậy là đây là một cái sản phẩm mà thích nghi đối với điều kiện canh tác nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng, và nó bảo đảm cho cái an toàn sản phẩm trong các cái kỳ chúng ta thu hái, cũng như là để bảo đảm được cái quản lý được cái bệnh sương mai trên cái cà chua. Hiện nay chất lượng đảm bảo, giá thành hợp lý là những yếu tố tạo tính cạnh tranh cho nông sản trên thị trường. Với những kết quả khả quan đã được minh chứng qua thực tế sử dụng, phytoside 50VKP do Hợp Trí sản xuất và phân phối chính là giải pháp hỗ trợ nhà nông thực hiện hiệu quả mục tiêu quan trọng nói trên, góp sức cùng nông dân Lâm Đồng trồng cà chua có năng suất ổn định, chất lượng vượt trội. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chuyên mục Nông thôn mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.